Thưa quý vị và các bạn, lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 2 đã diễn ra với 80 các gian hàng, trong đó có 30 gian hàng chủ yếu về cam của các địa phương trong tỉnh. Và ngày hôm nay hãy cùng báo Hà Tĩnh Điện tử tìm hiểu xem có gì đặc biệt ở lễ hội cam này. Xin chào anh ạ. Anh có thể là giới thiệu về cái sản phẩm của anh khi mà tới lễ hội cam lần này không? Đến về lễ hội cam lần này thì doanh nghiệp Tân Thanh Phong chúng tôi là chọn lọc những cái sản phẩm tốt nhất đến với khách hàng phục vụ trong ngày mấy ngày lễ diễn ra. Thì ở sản phẩm ở đây bao gồm là cả từ cây giống cho đến là các sản phẩm quả cho bưởi Phúc Trạch, cam Hà Tĩnh. Sản phẩm ở đây là chúng tôi liên kết với các cái hộ bao gồm là cả huyện Hương Khê, huyện Vũ Quang, là những cái sản phẩm liên kết theo chuỗi giá trị, bao gồm là các từ cái cây giống cho đến là hỗ trợ kỹ thuật và cuối cùng là cái sản phẩm đưa ra phục vụ trong ngày hôm nay. Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp còn là cơ hội kích cầu tiêu dùng cam và hàng nông sản đặc sản của Hà Tĩnh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương. Nhờ những thành công về mặt tiêu thụ sản phẩm, quảng bá hình ảnh của mùa lễ hội trước nên năm nay người dân rất háo hức tham gia. Các nhà vườn, doanh nghiệp đã chuẩn bị những sản phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ, Việt Gáp, v.v. đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để giới thiệu tới người tiêu dùng. Ngoài cam, lễ hội còn trưng bày các sản phẩm chủ lực khác như vật tư nông nghiệp và giống cây trồng, khoa học công nghệ, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đến với lễ hội cam lần này, hợp tác xã của chúng tôi cũng đã mang đến nhiều mặt hàng từ vùng biển Kỳ Ninh, nước mắm cồn cá, cơm cổ truyền, cá mớm khô, tép khô, rục mặn, nhiều mặt hàng thơm ngon bổ dưỡng từ vùng biển Kỳ Ninh. Đến với lễ hội cam ngày hôm nay thì thật sự là có rất nhiều loại cam đến từ các xã khác nhau. Và các loại cam này thì nó đều là ngọt và sạch, đảm bảo chất lượng ạ. Và ngoài cam ra thì có một số sản phẩm như là nước mắm là đặc trưng cho các nền nông nghiệp của Hà Tĩnh. Và em cảm thấy là đến với lễ hội cam thì được thưởng thức một số đặc sản rất là ngon, sạch. Bên cạnh giới thiệu, tôn vinh thương hiệu, chất lượng cam Hà Tĩnh nói riêng và các nông sản chủ lực của tỉnh, lễ hội cam còn tăng cơ hội xúc tiến thương mại, giới thiệu tiềm năng và thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm bền vững đúng định hướng và quy hoạch.